Xin chào các bác, quay lại trở lại với Nhật Đức PT. Đây là mình đang vừa hoàn thành trong vòng nó phải rơi tầm khoảng xem nào 40 phút các bác ạ. 40 phút bắt cái rắn mùn này thì nó chỉ rơi trong vòng tầm khoảng 25 phút đến 30 phút thôi. Nhưng mà tháo cái rắn mùn nhựa ra ấy các bác. Đây. Tháo rắn mùn nhựa ra đây. Thì nó mới mất nhiều công. Đây là đang xuất cảnh bắt chắn bùn thùng này. Đây, chắn bùn thùng cái như thế này nhá. Các anh nhìn này. Đây, phải 3 con kia. Chắn bùn thùng này là phiên bản độc quyền đây. Rất là đẹp luôn. Cất cảnh bắt chắn bùn thùng luôn này. Đó, chúng ta sẽ phải bắt được 2 con vít vào đây thì chúng ta mới giữ được cái đẹp của chúng ta. Tất nhiên cái xe này thì nó hơi khó bắt một tí các bạn, thì nhưng mà khó thì khó vẫn bắt được bình thường. Đây nhá, đây là phiên bản này. Đấy, tí mình sẽ lật cho các bạn xem chắn trước luôn. Con này thì nó hơi khó đấy, không hề đơn giản đâu. Nói chung là bắt cái này thì hơi ngoài các bạn, nhưng mà không sao, ngoài thì cũng bắt được. Đẹp luôn. Đây. Đây đang bắt cho các bác 18C. Quay cận cảnh cho các bác bắt này, nhìn này. Bắt chắc chắn luôn, bắt được ốc nhá. Ốc luôn này. Đặc biệt đấy, bắt cái chắn bùn này thì các bác lưu ý một điều là như này. Các bác lưu ý này. Ở trong gầm xe là có 2 con ốc. Đây, mình quay cận cảnh cho là nhà nhìn. Đây, 2 con ốc này, con ốc này. Đây mình chỉ tay ở đây này. Đấy. Mọi người nhớ là phải bắt được 2 con ốc này, hai bên. Đây, bắt được 2 bên đây, 2 con 2 bên. Đó, đây mình lấy lên 2 ốc rồi. Lấy lên này. Đấy. Các bác tuyệt đối là phải bắt được 2 con ốc rồi. Thì bộ chắn bùn nó mới lên form chuẩn. Xong chưa anh? Được chưa anh? Có bắt chắn bùn không anh? Cái này có bắt chắn bùn không? Có làm hai miếng băng tải, chung cất băng hai miếng băng tải đi. Cái kia nó cứng lắm, bắt vào nó không chuẩn đâu. Chúng ta cắt hai miếng băng tải đi. Để bắt nó vào. Đấy. Rất là lét luôn. Đấy. Anh em vừa làm bác lái xe cũng làm cũng cho vui luôn. Đấy ông tí mình sẽ lật ra bên lật ra bên nhờ bác lật ra bên. Chú ơi. Chú ơi. Lật cái cabin lên để xem cái cabin trước đó. Đây nha các bác nha. Mình cho các bác xem trực tiếp cái bên trước này. Bắt thì nó chỉ trong vòng 40 phút thôi. Nhưng mà cái quan trọng là tháo mấy cái nhựa ra lâu ngày mà nó dỉ thì nó vẫn hơi mất lâu một tí. Kéo tay. Đây. Kéo tay này. Đấy. Cầm gương lên. Đây mình cho các bạn xem luôn nè. Đấy. Đấy, đạp chân. Rồi, đây. Chắn bùn trước đây. Thật ra thì quay video của phát live stream thì mình chưa làm, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn thực tế. Hình ảnh không cắt ghép cũng chẳng dùng gì cả, nó là thực tế luôn. Đây. Các bác tháo anh như nào bắt vào đúng như thế. Đấy, tháo anh như nào bắt vào đúng như thế. Cái chắn bùn trước thì bắt rất là dễ dàng. Nó có mấy con ốc bên trong này. Các bác tháo ra bắt vào này. Đấy. Nó không mất quá nhiều thời gian. Đấy thì đang quay cận cảnh cho các bác nhìn luôn nhá. Đấy. Đây. 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 Ngoài ra thì bắt thêm mấy miếng cao su băng tải vào, băng tải này, nó bền này, không bao giờ hỏng luôn này. Đấy, thế thôi. Đấy, chắn bùn đây, lên form rất là chuẩn luôn. Cái này của nhà mình nó là bản 40, làm to hơn thị trường. Đây, mình lấy trước mình đợi các bạn xem này. Đấy. Đấy chưa? À, nhà mình đây. Thì các bác ủng hộ nhá.
đây là đang cắt mình sẵn bùn lắp tiếp vào cái đây cây cái đấy được chưa, mình vừa trước à, anh giấu đi, anh giấu chưa, anh giấu chưa, nhưng mà nếu mà bùi thế thì tính tính cái miếng sau còn không có miếng đâu, có miếng đâu, có cái miếng mà giờ giờ đâu. Ờ thì cắt đi thêm cái miếng mà nó thừa được ấy, làm sao mà để nó vẫn còn thừa được để sử dụng có việc ấy, đúng không ạ? Đấy. Cái chắn bùn nhựa anh vứt lên vào trong xe rồi đúng không? Ừ. Vâng vâng vâng. Đây, đấy, toàn cảnh đây. Cái này là mình làm rất đẹp luôn, mình không khoan lỗ mà mình bắt lỗ mặt sau, nhìn nó rất là đẹp, chuyên nghiệp chứ nó không đây. Tóc bắt lỗ mặt sau đây các bạn. Chứ mình không bắt trực tiếp đằng sau được. Đây này, bác lái xe cất hết chắn bùn đằng sau đây. Anh ơi cho em nhờ mấy chắn bùn đằng sau đấy. Cho em nhìn qua mấy chắn bùn sau đấy. Đây, thực tế cái chắn bùn tháo ra xe nhá. Bắt thì rất là nhanh nhưng mà chỉ được một cái vấn đề là các bạn ạ, tháo cái chắn bùn thì ốc nó dỉ lâu ngày thôi thì nó hơi mất thời gian một tí. Còn bắt chắn bùn này thì mình tính cả trước cả sau thì nó rơi tầm khoảng 40 phút hoặc 45 phút thôi. Đây. Nó hơi tối đây nha, mình cầm vào cho các bạn xem này. Đây đuôi trước này. Đấy, đuôi trước này. Còn đây là bánh sau này. Đấy. Đây là bánh sau. Đấy. Đây là bánh sau và nó lên sản phẩm là như thế này. Đấy. Đấy, cái đồ này toàn đồ zin theo xe các bạn, nhưng mà nó không bền bằng đi đâu. Đấy, sản phẩm một lên như này các bạn ạ. Tuyệt vời luôn, đây, đang đợi lắp miếng cao su lốt vào đây là xong. Thì cắt đi chung ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé vào video sau.